Cô gái này vừa chia tay bạn trai liền phát hiện chứng cứ anh ta đạp chân hai thuyền. Máu nóng của Jin Ah lập tức sộc lên não. Cô thề sẽ phải khiến tên cha nam rác rưởi đó phải trả giá. Thông qua điều tra kỹ càng, cô đã tìm được nhà hàng nơi bạn trai cũ Hyo Min đang dùng bữa. Nhìn thấy hai người họ đang thân mật ăn bữa tối cùng nhau, lửa giận trong lòng cô càng ngày càng bốc cháy. Địa điểm hẹn hò mà cô từng đề nghị với anh, vậy mà Hyo Min lại không biết xấu hổ mà đưa người khác đi tới đó. Mà rõ ràng là anh thay lòng trước, vậy mà còn chê cô già rồi không thú vị nên yêu đương không có cảm giác gì. Việc này khiến Jin Ah hoài nghi về nhan sắc và sức hấp dẫn của mình. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua tên cha nam như vậy. Cô nói dối rằng mình để quên đồ trên xe nên đã đến tìm bảo vệ lấy chìa khóa của Hyo Min. Sau đó cố ý để son và tất lưới của mình lại trên ghế phụ, rồi trốn ở một góc lặng lẽ quan sát trận chiến ái tình chuẩn bị xảy ra. Cô gái đó vừa lên xe đã phát hiện ra son môi và tất lưới của Jin Ah. Biểu cảm của cô ta lập tức như nhặt phải thứ rác rưởi ghê tởm vậy. Vốn dĩ đối với ông chú trong độ tuổi này của Hyo Min, cô đã khó lòng chấp nhận nổi rồi. Chỉ là nhìn dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng của anh nên cô mới muốn ra đây chơi đùa một tí. Không ngờ anh ta lại nhơ nhớp như vậy. Sau đó cô ta đã mắng chửi Hyo Min một trận rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc này Jin Ah mới coi như chút được cơn giận, nhưng sự sầu não trong lòng vẫn không thể giải tỏa được. Jin Ah là một giám sát viên trong một cửa hàng cà phê. Năm nay cô đã 35 tuổi, độ tuổi này vốn dĩ yêu đương đã không dễ dàng gì. Cô và công tố viên Hyo Min đã tiến tới bước đính hôn. Ai ngờ anh ta lại là mặt người dạ thú. Hình như cô đúng là không có mắt nhìn đàn ông. Cô không ngừng nói ra hết nỗi khổ trong lòng mình cho bạn thân nghe. Đúng lúc này Jun Hee em trai của bạn thân về tới. 3 năm trước Jun Hee đang ở nước ngoài du học, Jin Ah tưởng rằng anh sẽ định cư ở nước ngoài, không ngờ anh lại quay về nước. Lúc này Jin Ah vẫn không hề hay biết rằng Jun Hee vẫn luôn thích thầm cô. Anh về nước cũng là vì không buông bỏ được cô. Jun Hee đưa Jin Ah đang say rượu về nhà, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đáng thương khi thất tình của cô, anh vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Anh ra nước ngoài 3 năm, vốn tưởng rằng Jin Ah sẽ sống rất tốt mà không ngờ lại bi thảm như vậy. Jun Hee kìm nén cơn giận mà dừng xe lại bên đường. Anh muốn đợi Jin Ah khóc xong rồi mới đưa về nhà. Jin Ah cảm thấy rất xấu hổ nên đã cố gắng kìm nén nước mắt. Đi thôi. Hôm đó khi Jin Ah vừa mới đi ra khỏi công ty liền nhìn thấy tên bạn trai cũ cặn bã. Anh ta vừa mới bị đá mà không biết xấu hổ lập tức đến tìm Jin Ah đòi quay lại. Cảnh này đúng lúc bị các đồng nghiệp của cô nhìn thấy. Mọi người đều rất tò mò tới gần xem. Jun Hee đang đi ngang qua chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức đanh mặt lại và đi tới kéo Jin Ah đi. Cậu làm gì vậy? Em đang giả vờ là bạn trai của chị. Tự nhiên lên chút đi. Làm gì vậy? Hắn ta là ai? Anh là ai vậy? Tôi là bạn trai của Jin Ah. Cút đi. Cậu nói cái gì cơ? Tôi kêu anh cút đi. Anh là tên cuồng theo dõi sao? Jun Hee giả vờ muốn báo cảnh sát. Anh ta vừa nghe xong liền hốt hoảng lập tức chạy đi mất. Trên đường về nhà, Jun Hee không nhịn được mà chê trách. Cu đàn ông của Jin Ah thật sự đã kém đi rất nhiều. Jin Ah chấp nhận số phận mà thở dài một hơi. Jun Hee lập tức đổi cách nói chuyện. Chị rất dứt khoát trong việc chia tay nên mới không để cho loại đàn ông đó phụ thuộc vào cả đời. Đây chính là may mắn của chị. Nghe những lời an ủi ấm áp này, trong lòng Jin Ah đã thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Jin Ah vừa mới đi làm, Se Young đã nhanh chóng đi tới hỏi thăm về Jun Hee. Người hôm qua đã diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Cô rất thích kiểu đàn ông giống như Jun Hee nên muốn Jin Ah giúp cô làm mối. Tuy nhiên Jin Ah không biết Jun Hee đã có bạn gái hay chưa. Nhưng chưa đến một phút mà anh đã nhận được điện thoại mời hẹn hò của hai cô gái. Nhìn như thế nào cũng rất giống như bọn cha nam. Jin Ah vừa oán thán anh vừa làm việc, nhưng lại không biết tên cha nam trong lòng cô lại là kẻ si tình. Vì cô và Jun Hee đã từ chối hết tất cả lời hẹn, Jun Hee không yên tâm về cô nên đã đến công ty tìm. Không ngờ lại gặp Jin Ah đang vừa uống nước vừa nhảy trong văn phòng. Này, mở cửa ra. Xấu hổ chết mất, cậu sao vậy, không phải nói muốn đi hộp đêm hay sao? Đúng vậy. Nghe nói gần đây mới mở một hộp đêm, nhưng xem ra không khí cũng không ổn lắm. Tập phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.